Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Mình sẽ tô màu sản phẩm Phú Gen này các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm con rùa. Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con cừu vui vẻ. Nghe về như vậy là sản phẩm con rùa của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm Phú Gen của mình đây nha các bạn ơi, mình đã hoàn thành. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình like để đăng ký kênh. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm con cừu vui vẻ nha các bạn ơi. Mình xin chào tất cả các bạn.